Ta-da! Nhớ chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cúi Ca. Hôm nay mình với các bạn cùng khám phá trong đơn hàng lần này chúng ta sẽ cùng khám phá những tập truyện nào nhé các bạn. Thì trên mình các bạn đều rất nhiều tập truyện xuất bản đầu tháng 6 của rất là nhiều nhà xuất bản các bạn, có Kim Đồng, nhà xuất bản trẻ, ABM và rất là nhiều xuất bản khác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng có là Rantaro, Ninja Rantaro tập 8 nè, Thánh Thạch Ra Vai tập 9 và tập 10. Tập 10 là phiên bản được tặng MBE nha các bạn. Đó Firefox tập 6 nè, Kỳ án siêu nhiên tập 14 nha các bạn. Đây Kỳ án siêu nhiên tập 14 có Lưu Lốc tập 8 nha các bạn. Có Kingdom tập 50 và quà tặng cũng khá là bị luôn các bạn. Iruma tập 14 đây tặng kèm một cái bó kẹt nha các bạn. Có Rồi Hoa Sẽ Nở phiên bản đặc biệt. Rồi Box Set Devilish và Cô Gái Nơi Xuống Ngoài tập 4 phiên bản đặc biệt. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Nếu video này sau một tuần đạt được 1.000 view mình sẽ dành tặng cho 10 bạn, mỗi bạn bất kỳ được quyền chọn một cuốn bất kỳ trên màn hình nha các bạn. Các bạn được quyền tự chọn, nhớ video này sau một tuần đạt 1.000 view nha các bạn. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review tiếp hơn về từng tập truyện nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng khám phá tập 8 của Lưu Lốc nha các bạn. Đối với tập này chúng ta được tặng kèm cái bức kẹp DC nha các bạn. Đây là cái hình của bức kẹp DC, kiểu như mình nhớ không lầm thì đây cũng là cái kiểu mà cái bút mát mà Kim Đồng từng tặng cái set nữa các bạn. Chúng ta được 10 BR của tập 8 nha, bìa được căng bóng nha. Toàn bộ cái bộ truyện này là BR được căng bóng khá xịn sò nha các bạn. Rồi đây chúng ta cùng khám phá bìa keo bên trong. Bìa keo bên trong là tranh chì màu nha các bạn, bên trong sẽ không có tranh màu đồ hết và chuyện được in trên giấy xốp bình thường thôi, không phải giấy BB80 hay BB100 hay giấy C nha, chỉ là giấy xốp bình thường thôi. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua một số hình vẽ và nội dung bên trong của tập 8 này nha các bạn. Đây một số hình phát họa nhân vật và giới thiệu về tập 9 nha các bạn. Lưu Lốc tập 9 và sắp sửa sắp ra nha các bạn. Chuyện được in gia công chỉ 10.000 bản thôi. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.